Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Mình là Lập Sutuki và trong ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ xây những cái khinh khí cầu nha, là một phương tiện di chuyển mà ngày nay không còn được phổ biến nữa, chỉ được thay thế bằng những cái máy bay hiện đại rồi các bạn ơi. Và vật liệu để làm những cái khinh khí cầu thì cũng khá là đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần chuẩn bị một ít len ấy. Ở đây thì mình có thừa một ít len, hôm trước mình còn làm dư nè. Mình sẽ nhuộm màu len luôn nha các bạn, để coi mình có màu cam, màu xanh. Mình sẽ sử dụng màu xanh nước biển nhạt đi, xen kẽ với len màu trắng. Mình sẽ sử dụng hai loại len này là chính nha. Rồi mình đã có một stack len xanh biển nhạt rồi. Tiếp theo thì chúng ta cần chuẩn bị một ít gỗ ấy. Ở đây thì mình sẽ sử dụng gỗ sồi nha. Mình sẽ đem ra khoảng một stack rưỡi đi. Và tầm này cũng khá là đủ rồi. Một xíu nữa thì mình sẽ chuẩn bị thêm ít cái vật liệu xây dựng phụ khác nha, để trang trí thêm ấy các bạn ơi. Nhưng mà mình cần một ít cái dàn giáo để chúng ta có thể bắt block lên cao nha. Tại vì cái khinh khí cầu này thì mình sẽ xây nó thấp hơn mây một xíu và thấp hơn cái máy bay đó các bạn ơi, để tránh trường hợp mình không thấy rõ giống như cái máy bay nữa. Và những cái khinh khí cầu này thì mình sẽ xây ở trên cái mặt hồ ở khu vực đền rồng của mình này. Đó, khoảng này nè, từ chỗ mình chỉ này nó dài lên trên thôi các bạn ơi. Rồi cây dùm sẽ lội ra đây một xíu nha, rồi chúng ta sẽ đặt những cái dàn giáo ấy, rồi bắt cao lên trên thôi. Đây mình sẽ sử dụng những cái dàn giáo như thế này và bắt cao lên nha. Khoảng một stack thôi các bạn ơi, cao lên khoảng 64 ô là được rồi, để không thôi cao như hôm bữa thì mình lại không thấy rõ khi ở dưới mặt đất nữa. Để coi nào, cao tầm này chắc cũng ổn đó. Rồi ok, chắc bây giờ mình sẽ bắt đầu trèo lên nha. Và ở trên kia ấy thì chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy ở khu vực bên dưới luôn. Và sắp tới thì mình sẽ gắn thêm những cái dây leo ở trên cái khinh khí cầu nha, để chúng ta có thể trèo lên trên cái khinh khí cầu luôn. Tại vì phiên bản mới này ấy, chúng ta có thể trèo lên dây leo rất là dễ dàng luôn, mà không cần block dựa ở phía sau giống như ở những phiên bản trước ấy các bạn ơi. Rất là hay luôn. Rồi và khi lên cao như vậy thì mình sẽ bắt đầu làm một cái sàn nhỏ nhỏ trên đây nha. Sẽ đặt như vậy nè. Và đây cũng là cái kích thước mà mình xây cái khinh khí cầu luôn á. Đầu tiên thì mình sẽ cái này mình cần nó cho nó ra thêm hai block như thế này, để mình có thể đặt được những cái thân gỗ sồi nha các bạn. Để coi nào, ở đây thì mình sẽ đặt hai cái thân gỗ sồi trước nha. Sau đó mình sẽ cách một ô như thế này và đặt tiếp hai cái thân gỗ sồi ở cạnh bên. Và sau đó thì chúng ta sẽ có cái kích thước ở bên trong ấy là 3x3 nha. Rồi, giờ mình sẽ đặt tiếp hai cái dàn giáo ở đây nè. Sau khi mình làm xong cái phần sàn ở dưới ấy, thì mình có thể dễ dàng đập những cái dàn giáo này ra và thay bằng cái khối khác ấy các bạn ơi. Ở đây các bạn có thể sử dụng slab này hoặc là nguyên cái ván gỗ thì vẫn được nha. Và để cho cái khinh khí cầu đẹp hơn thì chắc mình sẽ cạo vỏ ra đi. Đó, để cho nó đồng bộ luôn với cái màu của cái ván gỗ nha. Đây mình sẽ đổi ra một ít cái ván gỗ sồi nè. Sau đó mình sẽ ốp ở phía dưới thôi. Cái này thì mình cần phải đi xuống. Và sau khi mình đập cái này ra nè, mấy cái kia sẽ rơi ra hết luôn. Một xíu mình sẽ xuống dưới và nhặt lại sau nha. Ui, phải đi lên cái đó. Rồi sau đó mình sẽ đặt tạm nha các bạn. Đây mình sẽ đặt tạm một cái sàn bằng cái ván gỗ sồi đi. Và để đẹp hơn ấy thì các bạn có thể thay thế mấy cái này bằng những cái slab nha. Để một xíu mình đổi bằng slab sau nha. Còn bây giờ chắc mình sẽ ốp trước bằng những cái ván gỗ sồi cái đã. Đây. Và cái dàn giáo thì hơi khó di chuyển một xíu các bạn ơi. Đây mình sẽ đặt ra như vậy. Như vậy và ở bên đây nữa. Và ở chính giữa ấy thì mình sẽ đập ra một ô nha. Và cái ô này sau khi mà mình đập ra thì mình sẽ đặt một cái dây leo vào nè, để cho dây leo sau khi phát triển ấy thì mình có thể trèo lên trên nha. Rồi sau đó thì mình sẽ bắt đầu chế tạo những cái hàng rào thôi các bạn ơi. Ở đây thì mình sẽ đổi ra một ít cái que nè. Sau đó sẽ đổi thêm một cái ván gỗ nữa để chúng ta chế tạo thật là nhiều hàng rào luôn. Hàng rào đâu ta? Đây, hàng rào đây, mình có được 30 cái. Cái này thì 30 chắc không đủ đâu các bạn ơi. Tại vì hiện tại thì mình muốn kéo cái hàng rào này lên khoảng 8 ô nha. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình kéo xong 8 ô ở tất cả các trụ này luôn nha. Sau khi đã kéo những cái hàng rào gỗ sồi lên cao 8 ô thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đặt vào đây là những cái cổng gỗ sồi nha. Mình đã chế tạo sẵn 4 cái cổng gỗ sồi rồi. Bây giờ mình sẽ gắn vào đây. Vào đây và cái này đặt ngược nè. Cái này phải đặt cho nó nối ngang như vậy mới đúng nha các bạn. Rồi sau đó thì mình sẽ làm công đoạn còn lại ấy, là làm cái phần bóng chứa khí nha. Đây mình sẽ sử dụng len màu trắng cũng như là len màu xanh nước biển nhạt nha các bạn. Ở tầng này thì mình sẽ sử dụng len màu trắng đi. Đó, màu trắng ở đây cũng như là ở bên đây. Rồi cái này thừa nè, mình sẽ đập ra một cái. Và sau đó thì mình sẽ đi ra bên ngoài một ô nha.
và ra bên ngoài thì mình sẽ bắt đầu sử dụng lên màu xanh nhạt nha các bạn. Ở đây các bạn có thể kết hợp nhiều màu mà các bạn thích lại với nhau ấy, để cho cái khinh khí cầu của chúng ta nó đẹp hơn nha. Và mình đã đem theo những cây kéo rồi nè, hồi nãy mình quên đem cây kéo các bạn ơi, thành ra mình phải đi xuống dưới và lấy thêm cây kéo ấy, thì việc xây dựng bằng những cái khối len nó mới dễ dàng được. Đó, đặt ra bên ngoài, ở đây, đây cũng như là ở bên đây nữa. Rồi sau đó thì mình sẽ bắt đầu lên tiếp mà một lớp len màu trắng nữa nha. Mình sẽ lên khoảng 3 lớp ấy các bạn ơi. Rồi sau đó mình sẽ kiểu như là bắt đầu kéo dài cái túi khí này ra thôi. Rồi giờ mình sẽ làm tiếp thêm một lớp màu trắng nữa nha. Ở đây nè, cái khinh khí cầu ấy thì các bạn làm cái túi khí càng bự thì càng đẹp thôi. Ở đây thì mình làm cái túi khí nó kiểu hơi nhỏ nhỏ thôi các bạn ơi. Mình không có đủ len để làm cái khinh khí cầu mà thật là bự được. Đó, và mình có thể làm được nhiều cái khinh khí cầu nhỏ cũng được mà. Ở đây một cái nè, hướng bên kia một cái và gần gần ngôi làng của mình một cái nữa là ok rồi đó các bạn ơi. Rồi sau đó mình sẽ kéo ngang qua đây. Qua bên đây cũng như là bên đây, rồi sau đó đập những cái cục len thừa ra ở đây và ở bên đây nữa. Hiện tại mình đã ra được 3 lớp rồi, và từ đây thì chắc bây giờ mình sẽ kéo dài lên trên khoảng 4 ô nhá. 1 này, 2, 3, 4 ô. Đó, 4 ô. Ui, cái này mình phải xen kẽ chứ. Nhầm, cái này phải xen kẽ màu thì nó mới đẹp nha các bạn. Đây là 1 nè, 2, 3 và 4 ô. Đó, các bạn cứ xen kẽ ở tất cả các hướng còn lại luôn nha. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình xen kẽ xong nha. Ok các bạn ơi, mình đã ốp xong được phân nửa của cái khinh khí cầu rồi, và mình cũng vừa xuống dưới để chế tạo thêm ít cái khối len màu xanh nhạt này. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu ốp nốt cái phần phía trên của cái khinh khí cầu nha. Và trên này thì mình sẽ ốp khác ở phía dưới một xíu. Ở dưới thì mình sẽ ốp xuống 3 lớp đúng không? Còn trên đây mình chỉ cần 2 lớp thôi là được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ ốp trước 2 lớp này trước cái đã. Đây lớp này là lớp màu xanh nước biển nhạt nè. Đó, tiếp theo là cái lớp màu trắng ngay, và lớp màu trắng cũng là lớp cuối cùng luôn, tại vì mình không muốn cái khinh khí cầu ở phía trên nó quá nhọn ấy, thành ra mình chỉ cần 2 lớp là đủ rồi các bạn ơi. Và những cái khối ở đây thì mình có thể đập ra rồi nè, ở đây, ở đây, ở đây cũng như là ở bên đây nữa. Rồi kéo mình cũng hư mất tiêu rồi. Rồi giờ mình sẽ đặt thêm những cái len màu trắng là xong rồi nhé. Ui mình lấy nhập mình lấy nhầm những cái khối bê tông màu trắng rồi. Mình phải lấy len chứ. Ui tự nhiên mình lấy nhầm những cái khối bê tông màu trắng. Rồi giờ ốp lại nè. Len trắng và ốp dài qua đây. Vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái phần phía trên của cái khinh khí cầu rồi. Bây giờ mình chỉ cần đi xuống dưới ấy để chế tạo thêm ít đồ trang trí nữa là chúng ta có thể hoàn thành được cái khinh khí cầu rồi các bạn ơi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi xuống dưới và chuẩn bị thêm ít đồ trang trí nữa nha. Nhưng mà ở trên đây thì mình cần phải cắm đuốc nè, tại vì buổi tối thì trên đây lại có tỷ lệ ấy, xuất hiện những con quái các bạn ơi. Thành ra mình không muốn trên cái khinh khí cầu của mình có những con quái đâu. Và hiện tại thì mình đang ở trên cao nên mình có thể vừa thấy mặt trăng nè, vừa thấy mặt trời luôn. Hiện tại mình đang đứng ở chính giữa các bạn ơi. Đó, và bên kia là cái máy bay của mình. Đó, rồi ok, chắc giờ mình sẽ nhảy xuống dưới rồi chúng ta sẽ ngủ một giấc rồi sáng thức dậy chuẩn bị đồ lên trang trí nha. Trước khi tiến hành trang trí thì bây giờ mình sẽ ốp xong cái phần đáy của cái khinh khí cầu luôn nha. Mình sẽ đặt vào đây là những cái khối len màu xanh nước biển nhạt ở lớp cuối cùng nha các bạn. Nó ngang hàng với cái cổng á. Đây, ốp vào đây cũng như là ở đây nữa. Và ở trên mình cần phải thắp sáng cái đã. Nãy giờ mình quên thắp sáng ở trên nữa các bạn ơi, nếu không thôi ở trên đây quái không á. Đây cắm đuốc vào, ở đây một cây nè. Ui mây. Ui giật mình, tưởng đâu cái gì trắng trắng không mà tưởng đâu mình ốp thiếu chứ. Rồi ở đây nó sáng trưng rồi nè, giờ mình sẽ bắt đầu xuống dưới nha. Ốp lại bằng cái len màu trắng luôn. Ở đây mình sẽ chừa một ô để cho nó giống cái khinh khí cầu thiệt luôn nha. Và ngay từ đây nè, mình sẽ bắt đầu gắn vào những cái hàng rào bằng sắt nha các bạn. Đây mình đã chuẩn bị sẵn rất là nhiều mấy cái hàng rào sắt rồi. Từ cái đợt mà mình ốp bên cái sân bóng ấy, bên cái sân bóng dư tới giờ các bạn ơi. Rồi giờ gắn nó xuống khoảng 3 ô nha. Ở đây. Và mình sẽ chừa một bên để mình có thể gắn vào ở phía trên ấy là những cái lửa trại. Ở đây mình có chế tạo sẵn một cái lửa trại rồi, tại vì lửa trại thì nó sẽ tạo ra khói các bạn ơi, nó khá là kiểu như là thực tế luôn. Rồi ở đây nè, ở đây, ở đây, ở đây và ở bên đây nữa. Và cái ô cuối cùng ấy thì mình sẽ gắn vào một cái thùng nha, để cũng như là thứ để chứa đồ này, cũng như là để mình trang trí luôn. Gắn vào đây và sau đó mình sẽ gắn cái lửa trại ở phía trên như thế này. Như vậy thì cái khinh khí cầu của chúng ta đã xong rồi. Giờ công việc còn lại của mình ấy là trang trí ở phía dưới là xong rồi đó các bạn ơi. Mình sẽ gắn thêm một cái hàng rào ở đây.
À, đẹp chưa? Rồi và ở ngay cái thôn ấy thì mình có thể gắn vào một cái cửa sập nha. Cửa sập nè, và ở xung quanh cái cửa sập này thì mình sẽ gắn vào là những cái cửa sập bằng gỗ vân sam nha. Ở bên đây và ở bên đây. Đó, vậy là xong rồi. Và ở trên đây để cho đẹp hơn thì chúng ta có thể gắn vào những cái cầu thang bằng gỗ sồi nha. Đây mình sẽ chế tạo thêm ít cái cầu thang gỗ sồi khoảng 4 cái thôi. Và mình sẽ gắn vào mấy góc như thế này nha. Ở đây nè. Ở đây một cái, ở bên đây một cái, và cuối cùng là ở bên đây. Đó, thế là chúng ta đã gần xong cái khinh khí cầu đó các bạn ơi. Và ở đây thì mình làm nó hơi cái phần đáy này hơi thấp nè, mình phải sửa cái phần đáy này lại rồi. Ok, bây giờ mình sẽ sửa lại luôn nha các bạn. Mình sẽ thay vào bằng những cái slab đi nha. Ở đây mình có thể đặt vào những cái slab á. Đây mình có thể đập ra nè, đập ra hết luôn. Để mình thay bằng những cái slab thì mình sẽ đứng cao hơn và có thể nhìn ra được bên ngoài các bạn ơi. Nếu như vậy thì mình không có thể nào mà nhìn ra bên ngoài được đâu. Rồi giờ mình sẽ gắn vào đây một cái slab gỗ sồi luôn. Ở đây slab mình sẽ gắn ở vị trí ui, ở dưới các bạn chế tạo luôn á các bạn ơi. Đây một cái nè, ở qua bên đây. Ở đây rất là tiện luôn á. Rồi ở trên đây là nhìn thoải mái ra bên ngoài nè các bạn ơi. Và dưới này thì để cho an toàn hơn chắc mình phải gắn thêm rồi. Mình phải gắn thêm những cái chưa, ở đây mình sẽ viền bằng một cái slab trước cái đã. Mình muốn viền ở bên ngoài luôn các bạn ơi. Tại vì bên ngoài này mình muốn gắn vào thêm những cái hàng rào ấy. Đây mình gắn hàng rào vào vị trí này nè. Ở đây, ở đây, ở đây và ở chính giữa thì mình sẽ gắn vào tiếp là những cái cổng thôi để mình có thể mở ra mở vô ấy. Ngoài ra ở trên đây mà mình có cánh ấy, mình cũng có thể sử dụng để bay luôn á. Mình sẽ chế tạo thêm những cái que nè. Đây que và tiếp tục là những cái cổng thôi. Cổng đâu ta? Đây cổng đây, 4 cái nha. 2 cái. Ủa mình hết cái gì? À mình hết que các bạn ơi. Chế tạo cổng thì cần nhiều que ấy. Đây mình có đủ que nè, thì làm nó thôi. 4 cái. Rồi gắn vào đây, vào đây, vào đây và ở đây. Vậy là chúng ta đã xong rồi. Vậy là không sợ bị té ra bên ngoài luôn các bạn ơi. Mặc dù mình đã nhảy nhưng mà mình cũng đâu có té ra bên ngoài đâu. Rất là an toàn luôn. Và mình có thể gắn vào đây là những cái đèn lồng nè, để trang trí thêm nha. Đèn lồng nè, đèn lồng nè, đèn lồng ở đây và cuối cùng là bên đây. Và trên này thì mình vẫn trang trí giống như là một cái nơi ở luôn. Đây mình sẽ đập những cái ô chỉnh sửa này ra nè. Và ô này chính là ô để mình có thể gắn vào cái dây leo ấy. Tạm thời thì mình sẽ đập những cái ván gỗ thừa ra trước nha. Rồi sau đó mình sẽ gắn thêm ở dưới là một cái slab nữa, để cho nó thành nguyên khối luôn ấy. Tại vì dây leo thì chỉ có thể đặt ở trên một khối thôi các bạn ơi. Và mình có thể gắn vào đây một cái cửa sập nè, để mình leo lên tạm thời nha. Rồi mình sẽ trang trí ở đây một ít. Ở đây mình sẽ gắn vào một cái rương nè. Mình có dư một cái thùng thì mình sẽ gắn vào đây, gắn vào đây để dự trữ thức ăn ấy các bạn ơi. Và nếu được thì mình cũng có thể mang cái giường lên đây để ngủ luôn á. Đây mình có thể gắn giường ở đây luôn nè. Giường đặt ở vị trí này. Và một cái rương bên đây. Cái rương đặt vị thì không hợp lý. Rương phải đặt vị trí này nè, nó hướng mặt ra các bạn ơi. Và trên đây chúng ta cũng có thể gắn lò nung này, hoặc là đặt những cái lọ hoa để trang trí ấy. Ánh sáng thì khá là đầy đủ rồi. Như vậy thì chúng ta có thể đứng ở đây nè để nhìn xung quanh nè. Ngoài ra cũng có thể dùng đây là cái nơi để chúng ta sử dụng cánh ấy và bay thôi. Bây giờ công việc còn lại của mình ấy là đi xuống dưới ấy và gắn vào đây là những cái dây leo, là chúng ta đã xong cái khinh khí cầu đó các bạn ơi. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình gắn cái dây leo này xong nhé, cũng như là trang trí hoàn thiện cái khinh khí cầu này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cái cánh mà hôm bữa mình sửa nhưng mà chưa có dùng này các bạn ơi, cũng như là một ít cái pháo hoa nha, để chúng ta có thể bay lên cái khinh khí cầu để ngắm một cách cận cảnh nha các bạn. Rồi ok, giờ mình sẽ trèo lên bệ phóng của mình. Và cái khinh khí cầu của mình cũng đã xong rồi kìa. Nhìn cũng khá ổn á các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ trèo lên bệ phóng rồi trước cái đã. Cởi cái áo giáp ra và mặc cái cánh vào. Rồi giờ mình đã có thể bay rồi. Giờ chuẩn bị 1 2 3, let's go. Mình có làm một cái sàn để chúng ta có thể đáp vào nè các bạn ơi. Rồi và trên đây mình cũng đã sửa lại một xíu ấy. Mình đã nâng cái này ra thành rộng 5 ô các bạn ơi, để cho cái khinh khí cầu của mình nó rộng hơn ấy. Và hiện tại trên đây là 3 tầng và ở dưới là 4 tầng ấy. Rồi giờ mình sẽ cắm ở đây một cây đuốc nè, để buổi tối nó không có xuất hiện quái nha. Và mình sẽ đáp lên cái sàn này. Và nhìn lại một cách tổng thể nào. Yeah. Vậy là chúng ta đã xong. Ui no 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 no. Ui may mà mình có cánh á, không thôi vào đó chắc ngỏm nữa rồi. Rồi giờ mình sẽ đáp lại ở phía trên cái khinh khí cầu nha. Rồi ui da. Rồi đáp xuống cái sàn bằng giàn giáo thôi. Rồi nhìn một cái nữa nào. Tại vì các bạn để ý đi, trên cái khinh khí cầu ấy thì nó sẽ có mẹ hệ thống ấy, giống như là đưa khói lên trên cái túi khí ấy các bạn ơi, để cho cái khinh khí cầu bay ấy. Và trên đây thì mình cũng làm tương tự như vậy luôn.
Rồi, vậy là cái khinh khí cầu của chúng ta trong ngày hôm nay đã thành công rồi. Trong thời gian sắp tới thì mình sẽ làm thật là nhiều cái khinh khí cầu ở xung quanh khu vực mình đang sống luôn nha. Để trên bầu trời ấy đầy ắp những cái khinh khí cầu này. Và sau sắp tới nữa thì mình cũng có thể xây thêm những cái máy bay chẳng hạn. Rồi ok, như vậy thì mình đã xong rồi nha. Còn bây giờ chắc mình sẽ đi xuống dưới ấy, thì chúng ta chuẩn bị cho chuyến khám phá ngày hôm nay nha. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đi khám phá biển một hôm nữa. Tại vì mình đã bỏ ra rất là nhiều chuyến đi rồi, nhưng mà chưa có chuyến nào ấy mình nhận được cái đinh ba hết các bạn ơi. Và trong ngày hôm nay mình lại quyết tâm thêm một lần nữa, mình sẽ đi khám phá biển thêm một lần nữa nha. Và mình có một loại thuốc thở dưới nước nè, để coi còn loại thuốc thở dưới nước nào không ta. Kiểm tra trong những cái đường này nè các bạn ơi. Yếu đuối, hồi máu tức thì, sức mạnh. Sức mạnh chắc, sức mạnh có uống không ta? Đây có sức mạnh uống nè. Rồi, thuốc độc, tốc độ, chắc mình sẽ đem theo một bình thôi. Còn thuốc nhìn trong bóng đêm không? Ô, hết thuốc nhìn trong bóng đêm rồi. Cái rương này thì sao? Mình có hai cái rương chứa thuốc lận. Cái này là có sức mạnh nữa. Mình sẽ đem theo hai loại sức mạnh nè, thở dưới nước thì mình hết trơn rồi. Chắc bây giờ mình sẽ chế tạo thêm những loại thuốc thở dưới nước nha các bạn. Nhưng mà mình đã nghĩ ra một cái trò để cho những cái con zombie chết đuối các bạn ơi. Mình sẽ nhử thật là nhiều con lại với nhau ấy, để mình có thể dùng những quả TNT cho nổ tung bọn chúng luôn. Hết bọn cướp dân làng ấy, giờ tới bọn zombie chết đuối luôn. Nếu mà bọn chúng không cho mình những cái đinh bay thì mình sẽ dùng biện pháp cuối cùng đó nha. Rồi, và trước khi đi thì mình phải chế tạo trước những quả TNT cái đã, để tới đó còn dùng nha. Rồi, cái ra mình khá là thích nghịch với TNT luôn á. Đâu, mình còn cái đây, thuốc súng nè. Tiếp theo là cát, đây, và cho vào bàn chế tạo. Mình đã chế tạo được 3 quả luôn. 3 quả rồi. Giờ mình sẽ cắt cát vào nè, cắt cái bột thuốc súng vào lại. Đó, sắp tới mình sẽ cố gắng farm thêm thật là nhiều những cái thuốc súng nha, để chúng ta còn chế tạo thêm thuốc nè, cũng như là chế tạo TNT đi nghịch mấy con quái nữa. Rồi, để coi coi thuốc xong chưa nha. Ui, dân làng đẩy mình lọt xuống nước luôn nè. Rồi, mình sẽ lấy thuốc thở dưới nước ra, lấy thuốc nhìn trong bóng tối ra. Rồi, tầm này là ổn rồi. Mình sẽ cho hết những cái loại thuốc này vào một cái rương rương này đi nha. Mình sẽ cho vào cái rương màu hồng này đi. Hết những loại thuốc luôn, để mình có thể mang qua cái khu vực biển gần nhất của mình nha. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình qua cái khu vực biển đó nha. Ok các bạn ơi, mình đã qua cái hòn đảo nấm rồi đây. Và hiện tại trời cũng đang tối nè. Bây giờ mình sẽ bắt đầu uống thuốc rồi chúng ta cùng nhau lên đường nha. Và những loại thuốc thì mình đã cho vào cái rương sugar rồi. Đây, mình sẽ lấy ra. Đầu tiên mình sẽ chuẩn bị trước những loại thuốc nhìn trong bóng tối nè. Rồi tiếp theo là thuốc thở dưới nước nha. Thở dưới nước đây. Mọi thứ mình sẽ đem ra hai lọ thôi. Thở dưới nước nữa ở đây. Rồi, hy vọng với hai loại thuốc mỗi loại như vậy thì mình sẽ có thể tìm được cái đinh ba nha. Rồi ok, giờ uống thuốc vào thôi. Uống thuốc này vô cái là nhìn sáng trưng luôn. Rồi tiếp theo là thuốc thở dưới nước. Nhưng mà cái này để xíu, khi nào mà mình tìm được những con zombie chết đuối thì mình sẽ uống sau nha các bạn. Rồi giờ mình sẽ nhìn ở đây một xíu cái đã, coi ở đây có con nào không. Và thông thường thì các bạn muốn tìm những con zombie chết đuối dễ hơn ấy, thì mình khuyên các bạn là nên đi vào buổi tối nha. Tại vì buổi tối thì cái tỷ lệ mà xuất hiện những con zombie chết đuối như vậy ấy, nó sẽ tăng lên rất là nhiều luôn. Rồi giờ thì mình sẽ ra bên đây nè. Coi nào. Ồ, mấy bé cá đẹp quá mình không có đem theo nhiều xô. Ồ, qua vùng biển ấm ấy là mình cực kỳ thích những con cá ở đây luôn. Rất là sặc sỡ các bạn ơi, mang về bàn trang trí ấy thì rất là hay luôn. Hôm bữa mình đã đi về hướng bên đây rồi, chắc bây giờ mình sẽ đi ngược vào qua hướng bên đây một xíu nha. Ồ, đủ loại cá luôn rồi kìa. Rồi, ở đây có một cái ravine nhưng mà khá là cạn. Phải có những cái ravine sâu ấy thì mới dễ dàng tìm được kim cương hơn ấy các bạn ơi. Và bên đây thì mình vẫn chưa thấy cái con zombie nào hết trơn á. Coi nào. Ở đây còn ravine đây nè. Ở đây tính ra nhiều cái ravine lắm luôn các bạn ơi. Nó ba cái ravine xen xác với nhau luôn nè. Và bên đây có một cái thuyền, không biết mình lấy đồ chưa nữa, để mình qua mình kiểm tra cá nha. Không biết cái này mình lấy chưa ta. Hy vọng là chưa, hy vọng là chưa. Tại vì trong mấy cái thuyền thì sẽ có tỷ lệ gặp được những cái bản đồ kho báu ấy, rất là tốt luôn. Rồi vô coi nào. Ten ten. Có vẻ là chưa. Rồi, được. Lấy những cái cuốn sách nè. Và coi kho báu ở đâu ta. Kho báu này mình nhìn cũng khá là quen á. Thường mấy cái quen là nó bị trùng ấy các bạn ơi. Một cái mũ là nguyền biến mất, không tốt một chút nào luôn. Rồi, giờ mình sẽ lấy giấy nè. Rồi, tầm này là ổn rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi lên trên mặt nước thôi. Và phía trên này không biết còn rương ta. Ui, trên này còn rương. Các bạn để ý nha, những cái con thuyền dạng nguyên vẹn như vậy ấy, thì nó sẽ có 3 cái rương nha. Thông thường những con thuyền vỡ thì khoảng 1 đến 2 cái thôi, còn cái này có 3 cái luôn nè. Mình đã được thêm 4 PMR và một ít cái khoáng sản khác.
khá là tốt. Rồi giờ thì mình sẽ bắt đầu đi lên nha. Để coi nào, mình vẫn chưa thấy con zumba chích túi nào hết vậy ta. Kìa kìa kìa, nó có một hai tên rồi kìa. Ồ, được được được, giờ mình sẽ uống thuốc thở dưới nước luôn nè. Xong, uống thuốc xong rồi, giờ thì áp sát bọn chúng ấy rồi tấn công bọn chúng thôi các bạn ơi. Ba con luôn. Bên kia một con nữa là bốn con luôn. Rất là đông luôn các bạn ơi. Giờ mình sẽ uống thuốc sức mạnh vô đi. Có thuốc sức mạnh mà, uống vô để đánh cho nhanh hơn nhá. Rồi cất mấy cái lọ vào. Hai hit, mình nghĩ là hai hit là một tên đấy các bạn ơi. Đúng không nha? Đúng luôn các bạn ơi, chỉ cần hai hit thôi là tiêu diệt được một tên liền. Cực kỳ nhanh luôn. Ở đây còn tên nữa. Vừa bài chết đuối nè. Hôm bữa mất tới tận 3 hit lận, hôm nay chỉ cần 2 hit thôi là ngõm mà. Mình mà có dòng hại thay ma, nhiều khi mình chém một phát là nó lật ngang nó ngõm luôn á. Rồi qua bên đây nè. Ở đây hình như là ở đây. À ở đây có con cái tàn tích nè. Ở đó các bạn ơi, ở đó có cái tàn tích á. Hàng gì? Hàng gì nó xuất hiện quá trời luôn nè. Rồi quay lại cái tàn tích và đợi cho nó xuất hiện tiếp thôi. Thường thường gần tàn tích thì nó sẽ xuất hiện nhiều hơn á. Để coi nào. Ở đây còn ông kia, bên kia còn tên nữa kìa. Mình sẽ qua đây tiêu diệt. Đằng kia tên nữa kìa. Xuất hiện quá trời luôn. Nói chung thì cứ tìm những cái tàn tích dưới nước các bạn ơi, và đợi bọn chúng xuất hiện vào ban đêm thôi. Rất là khỏe, nhưng mà xuất hiện những con cầm đinh bay thì hơi bị khó luôn. Nó rất là hấp luôn đấy các bạn ơi. Thành ra phải đợi và phụ thuộc vào độ may mắn của mỗi người nữa. Nhưng mình chắc hơi bị khó. Tại vì mình đi mấy chiến rồi, đâu có chiến nào đem về đinh ba đâu. Rồi đánh người nè. Để coi còn xuất hiện. Có rương kìa. Có rương. Giờ mình sẽ xuống lấy cái rương trước nha. Và phía trước mặt mình cũng có một tên nữa kìa. Coi kho báu coi. Một xíu mình sẽ khám phá kho báu sau các bạn ơi. Giờ mình sẽ xuống đây để lấy cái rương này trước cái đã. Không biết trong đây có gì nữa, tại vì mình chưa xuống đây lần nào á. Nhữ một và một viên emerald. Kho báu mà có emerald hơi bị hiếm á. Thường thường toàn mấy cái đồ mà kiểu như dởm dởm á, mà lần này có emerald luôn là hơi bị hiếm á các bạn ơi. Rồi giờ tiêu diệt những con này thôi. Không có những cái con cầm đinh ba ta. Hôm nay không có xuất hiện mấy con cầm đinh ba rồi. Còn bên đây còn rương không nhá, tại vì thông thường ở đây sẽ có rất là nhiều rương ở dưới mấy cái tàn tích luôn á. Để mình kiểm tra từng cái đã. Ở đây có vẻ không có rồi. Còn không có mấy cái đèn biển nữa. Mình đang tìm mấy cái đèn biển về để trang trí nhưng mà không gặp các bạn ơi. Giờ mình sẽ dùng xẻng để đào ra nha. Đào ra. Nè có rương nè. Rồi kiểm tra nào. Một cái bản đồ nữa, mình nghĩ cái này bị trùng chắc luôn á. Đây để mình coi có chính xác không. Đó. Các bạn thấy chưa, trùng luôn rồi kìa. Mà mình sợ cái kho báu này mình tìm rồi nữa nè. Mình thấy nó quen lắm luôn á. Rồi giờ mình sẽ đi lên trên một xíu và nhìn xung quanh coi. Những con zombie chết đuối nó không chịu xuất hiện nữa rồi. Hết buổi tối ngày hôm nay mà tìm không được ấy, mình phải đợi tới buổi tối ngày mai á. Và trong lúc đợi chắc mình sẽ dùng TNT để nghịch mấy cái tên zombie này nhá. Rồi giờ thì đi tiếp nào. Qua bên đây nè. Ở đây những cái tàu bè này không biết ở đâu mà nó rơi ra nữa. Ở đây có một tên nè. Dám trồi lên mặt nước hả? Được, mình sẽ đợi để tiêu diệt tên này luôn nhá. Coi nào, tên này thì tay không mà. Phải nó cầm cái vỏ ốc. Cái đó là vỏ ốc anh Vũ gì đó cũng được nữa các bạn ơi. Cái đó mình cũng khá là cần á. Mình cần để làm những cái ống dẫn và mình gắn vào cái khu vực hồ của mình nữa. Tại vì khu vực hồ của mình vẫn chưa có cái ống dẫn nào hết các bạn ơi. Rồi qua bên đây nào. Đi tiếp nha. Bên đây có nữa nè. Đấy, đi săn vào ban đêm rất là thích luôn á các bạn ơi. Rồi, giờ chỉ cần đợi mấy con cầm đinh ba thôi. Mấy con này thì quánh chơi thôi, chứ không có kiểu như là ít rơi ra đinh ba cực luôn các bạn ơi. Rồi đi tiếp nào. Bên đây coi. Bên đây hết tàn tích rồi. Có vẻ bên đây hết tàn tích. Bên đây có con zombie nè. Mấy con zombie xuất hiện đơn lẻ này thì dễ tiêu diệt hơn, kiểu như nó ít hơn ấy các bạn ơi, thì mình sẽ đánh nhanh hơn. Chứ đông quá, xuất hiện một lần thì sẽ dí mình rất là đông luôn. Khi đó mình sẽ rất là khó khăn trong việc áp sát này, cũng như là dễ bị quánh nữa. Rồi qua đây nè, và mình thấy hình như có một cái tàn tích ở khu vực này hay sao á. Đúng luôn, ở đây có 2-4 tên zombie chết đuối nè. 4 con xuất hiện trong một cái tàn tích à. Và có một cái thuyền cạnh bên nữa. Nhưng mà không có con nào cầm đinh ba luôn á. Các bạn thấy có một tên khác đang lợi nữa kìa. Các bạn thấy chưa, càng đông thì mình càng có tiêu diệt á. Đây, nhưng mà bây giờ có thuốc sức mạnh rồi, mình cũng đỡ được một phần nào ấy các bạn. 2 con nữa. Ở bên kia nữa kìa. Nhưng mà không cầm đinh ba. Thiệt tình luôn á, dụ cho nó lên thuyền rồi mình đánh tiếp nha. Lâu rồi chưa chơi trò này nữa. Lên thuyền đi. Hôm nay không đậu thuyền.
lên thuyền nè. Lên thuyền là mình đánh nó cháy liền á các bạn ơi, tại vì nó cách mặt nước rồi. À, mình đánh là nó cháy liền. Và bên đây có con zombie nữa hả? Và ở đây có rất là nhiều hang luôn nè. Và có mấy cái tàn tích san sát nhau nữa. Được, giờ mình sẽ tiêu diệt hết mấy tên này đi. Rồi buổi sáng mình sẽ chúng như đi khám phá hang này cũng như là khám phá những cái tàn tích nha. Rồi, sao con này đánh 3 hit vậy ta? Ủa đây có cái đầu viên cá là sâu nè. Ồ, có kim cương không? Hy vọng có kim cương nha các bạn. Rồi, ở đây mình thấy có redstone nè. Có vẻ là không có kim cương rồi. Nhưng mà chưa, mình kiểm tra kỹ các bạn ơi, biết đâu nó nằm trong hốc á. Mình nhìn sơ qua mình không thấy đâu. Rồi, qua đây kiểm tra kỹ một lần nữa nào. Kim cương. Ờ, có kim cương không? Ồ, có vẻ không có kim cương rồi, có luli nè. Và ở đây hình như có một cái hang nữa hay sao á. Để mình qua khám phá nốt luôn ấy các bạn ơi. Không được bỏ lỡ mấy cái hang như vậy đâu. Rất là dễ gặp được kim cương á. Rồi, ăn vô một cái nào. Ủa, nãy sao mình mất máu ta? Ủa, mình còn thuốc thở dưới nước mà. Ủa, kỳ vậy. Ở bên đây là một... À, đây là một cái hang. Ồ, và có con creeper nè. Creeper chỉ cần ai hit thôi các bạn ơi. Đó, kiếm mình rất là mạnh luôn. Rồi, bên đây thì sao? Ồ, bên đây có vàng nè. Hai chỗ có vàng luôn. Ui, creeper, no. Ui, hết hồn. Creeper nổ là mình hơi bị mệt á. Rồi, giờ mình sẽ uống tiếp cái lọ thuốc nhìn trong bóng đêm nha. Đây, uống vậy cho nó dễ nhìn đấy các bạn ơi. Dưới hang mà. Rồi, uống vô. Sau đó đi tiếp thôi. Đi. À, xuống đây và đào vàng nha. Ở đây vàng thì mình cũng rất là cần luôn. À, mình sẽ dùng cúp mềm mại để đào mang về. Đó, rồi. À, để coi nào. À, bên đây có kim cương không? Ồ, cái hang như vậy mà không có kim cương thì hơi tiếc các bạn nhờ. À, để mình kiểm tra, để mình nhìn kỹ cái đã. Cái này thì phải nhìn kỹ các bạn ơi. Nhìn không kỹ là lại bỏ lỡ kim cương á. Rồi, có vẻ là ngày hôm nay thì mình không tìm được những cái con zombie cầm đinh ba rồi. Muốn tìm bọn chúng thôi mà cũng khó khăn nữa. Thì cái tình luôn. Rồi, vứt mấy cái tảo bẹ đi để nhặt thêm sắt nha. Đây có sắt nữa nè. À, đào ra luôn. Ui, đừng. Rồi, bị đố mất tiêu rồi. Trên đây có vàng, lấy vàng. À, vàng khá là nhiều, khá là thích đó. Rồi, bên đây có redstone. Ten. Yay. Mình nói Iran mà. Ở đây có cái hang nhưng mà có lava là mình thấy là có điềm rồi. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ dùng xô nước để đổ ra nha. Và kiểm tra coi ở đây có bao nhiêu viên kim cương nha các bạn. À, lần này mình sẽ cẩn thận hơn lần trước. Lần trước thì mình gặp là mình nhào vô mình đào luôn ấy, thành ra mất hết mấy viên rồi. Giờ rút kinh nghiệm nhiều lắm luôn á. Rồi, giờ mình sẽ cắt bớt mấy cái khoáng sản nè. Súp đáng ngờ nè, rocket, cánh. À, bản đồ xíu mình tìm sao, các quyển sách luôn. Rồi sau đó mình sẽ đổ nước ra thêm nhé. An toàn lại trên hết các bạn ơi. Rồi sau đó dùng cúp mềm mại nè. À, cúp gia tài mình cất vô luôn đi. Đó, mình chỉ chờ đúng cây cúp mềm mại thôi. Rồi đào, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5. Ô, 5 quặng luôn các bạn ơi. 5 quặng kim cương luôn. Yeah. Ô, hôm nay đi tìm cây đinh ba mà cũng tìm được kim cương nữa. Có vẻ mình tìm đinh ba hơi khó nhưng mà tìm kim cương chắc là dễ hơn ấy các bạn ơi. Và bên đây có luli nè, mình sẽ mang về. Ở đây có redstone cũng mang về luôn. Bên kia vẫn còn đường, chắc mình sẽ qua bên kia để khám phá nốt luôn nha. Để bỏ lỡ thì uổng á các bạn ơi. Rồi, đào thêm một ít sắt ở đây và qua bên đây đi tiếp thôi. Mình sẽ sử dụng cái xô nước cái đã. Ơ, cái xô nước mình mất tiêu rồi. Ồ, hình như xô nước mình cất vô đây luôn hay sao rồi. À đây, xô nước đây. Ồ, xô nước nằm ở đây mà cũng không thấy nữa. Rồi, ui, nhảy hơi quá trớn các bạn ơi. Nhảy hơi quá trớn rồi. Rồi, lấy thêm một ít sắt ở đây nữa nha. Đây, sắt nè. À, và mình nghe tiếng con zombie nữa. Ồ, bây giờ ở đây còn nhiều hang lắm luôn á. Nhưng mà mình chỉ khám phá những cái hang gần gần lava vậy thôi. Cho nó dễ gặp được kim cương hơn nha. À, bên đây thì sao? Bên đây thì hết rồi. Để mình thử đi qua đây xíu các bạn ơi. Ở đây là một cái ravine ở dưới nước nữa hay sao nè. Mình thấy có những cục magma các bạn. Đó, có mấy cục magma. Ô, có cá nữa. Hang mà có cá luôn nè. Ô, xịn nha. Và đây có redstone, mình nghĩ là không cần đào đâu. Và qua đây kiểm tra thêm một lần nữa thôi. À, ở đây có nhiều cái ravine nó nối lại với nhau ấy. Ô, thì ra là vậy. Rồi, giờ chắc mình sẽ đi lên đi. Ô, nhưng mình hết thuốc. Quên nữa. Mình hết thuốc mất tiêu rồi. Mình phải uống thuốc thở dưới nước cái đã. Đây, mình sẽ uống thuốc thở dưới nước vô một cái nha. Rồi, giờ đi lên thôi các bạn ơi. À, đi lên.
À, lấy được 5 quặng kim cương là vui rồi. Giờ mình sẽ ăn vô một cái để cho nó hồi phục máu lại nha. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm những cái con zomba chết đuối thôi. Và mình đã bỏ ra một ngày rồi, một đêm chứ, một đêm nhưng mà mình vẫn chưa tìm được cái con zomba cầm đinh ba nữa. Buồn ghê ta. Cái con báo, cái thuyền kia hình như mình đi rồi. Và đây có cái thuyền của mình nè, mình phải quay lại thuyền của mình các bạn ơi. Một hồi mà lạc thuyền ấy, là có nước là bơi không về á, bơi không thì sẽ mất thời gian hơn rất là nhiều luôn. Rồi, giờ mình sẽ trèo lên thuyền nha và tìm những cái con zombie ấy. Và mình sẽ sử dụng TNT nổ tung bọn chúng luôn. Cái tội không ra đinh ba cho mình. Rồi, giờ đi tìm bọn chúng thôi các bạn ơi. Ok các bạn ơi, cuối cùng thì mình cũng đã tìm thêm được hai cái con zomba chết đuối rồi. Và hiện tại mình cũng đã khá gần cái kho báu. Bây giờ chắc mình sẽ qua hướng kho báu trước đi, rồi một xíu mình sẽ quay trở lại và sử dụng những cái quả TNT này cho nổ tung mấy con đó luôn nha. Rồi qua đây coi cái kho báu này không biết mình tìm chưa nữa. Mình thấy cái này quen lắm nha, cái này quen lắm nha. Ồ, cái này mình tìm rồi. Ui thiệt tình. Mình biết ngay mà, mấy cái quen quen vậy là dễ bị trùng lắm. Ui, vậy là mấy cái kho báu gần đây là mình tìm hết trơn rồi. Vậy là sắp tới mình phải tìm một vùng biển khác các bạn ơi. Rồi chúng ta sẽ đi tìm kho báu cũng như là tìm những cái con zombie chết đuối này nha. Còn giờ chắc mình sẽ quay lại để kiểu như là dằn mặt mấy cái tên này cái đã. Cái tội mà không cho mình đinh ba đúng không? Đâu rồi, mấy tên này đâu rồi, mất tiêu rồi. Mới đi có một xíu mà trốn mình mất tiêu à. Ủa mấy tên này trốn rồi. Ôi mấy tên này trốn rồi các bạn ơi. Ôi mình mình mới đi có một xíu mà trốn mình mất tiêu rồi. Rồi luôn. Mình mới thấy hai tên mà giờ mất tiêu hết trơn rồi. À đây. Ý, mới nói là xuất hiện rồi đúng không? Rồi giờ mình sẽ đi xuống dưới á, rồi cho nổ tung tên này luôn nha. Ở đây mình thấy hai tên nè. Rồi mình sẽ giữ hai tên này lại gần nhau ấy, rồi cho nổ tung một thể luôn nha các bạn. Đây mình sẽ đứng ở dưới đấy nè. Đó. Đạp ra cho chấm chấm một xíu, nổ cho nó dễ các bạn ơi. Rồi chuẩn bị nha, 1, 2, 3. Rồi chuẩn bị nè. Rồi ten ten, bùm bùm bùm. Ủa một quả không ngõm được các bạn ơi. Để mình làm thêm quả nữa coi. Mình sẽ nhặt lại quả này và cho nổ thêm một quả nữa nha. Mình phải để cho mấy tên này áp sát lại gần mình á. Đây, giữ lại. Rồi bùm. Nổ hai quả mới ngõm được một con zombie chứ các bạn ơi. Hai quả mới tiêu diệt được. Vậy là sắp tới mình phải chế tạo khoảng 50 quả đi. Mình sẽ chế tạo khoảng 50 quả đó các bạn ơi. Đi kiếm mấy cái con này cho nổ tung hết luôn. Vừa chờ cái tội mà không gửi ra đinh ba cho mình ha. Rồi chắc bây giờ mình sẽ quay về nhà các bạn ơi. Đi cả buổi trời mà không nhặt được cây đinh ba nào, không gặp được cái con cầm đinh ba luôn, huống hồ là cây đinh ba. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình quay về nhà nha. Chuyến nào cũng như chuyến nấy. Không có chuyến nào mà nhặt được đinh ba hết trơn. Ok các bạn ơi, như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã xây xong cái khinh khí cầu ở kia. Trong thời gian sắp tới thì mình sẽ xây thêm thật là nhiều những cái khinh khí cầu ấy ở xung quanh cái khu vực mình đang sống nha. Và ngoài ra thì mình cũng có một cái chuyến đi khám phá biển nhưng mà vẫn chưa tìm được cái đinh ba các bạn ơi. Nhưng mà mình lại mang về được 5 cái quặng kim cương nè. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái cúp gia tài ba của mình đây. Mình có cái cúp gia tài ba và mình sẽ đập 5 cái quặng kim cương này ra nha. Rồi bắt đầu đập thôi. Và có một bé mèo đi lạc ở bên ngoài kìa. Tại vì mình có làm một ngôi làng nhân tạo ấy, thành ra mèo nó sẽ xuất hiện cũng như là những anh người sát ấy các bạn ơi. Rồi giờ bắt đầu đập ra nha. Mình sẽ che cái này lại. Rồi bắt đầu đập thôi. Mình sẽ đón khoảng cái này là với gia tài 3 và 5 quặng thì mình đón sẽ ra khoảng xem nào. Mình sẽ đón khoảng 8 viên đi nha. Đó, 8 hoặc 9 viên. Ok mình sẽ đón 9 viên đi. Rồi ok giờ đập thử coi có ra được bao nhiêu viên nha. Rồi đập xong rồi. Và bây giờ mình sẽ tán tan. Vừa đúng 9 viên luôn nè. Và ngoài ra mình cũng có thêm một cái bát súp đáng ngờ các bạn ơi. Giờ mình sẽ ăn luôn cái bát súp đáng ngờ này nha. Ten ten. No. Ui đọc 10 giây. À mà thôi mình nghĩ chắc là cũng không ngõm đâu. Ui có vẻ không được. May mắn rồi. Thì tình luôn mang cái bát súp độc về. Đem về tới nhà ăn luôn chứ. Thôi kệ đi. Như vậy mình đã xong cái việc đập kim cương rồi các bạn ơi. Và trong thời gian sắp tới nếu các bạn muốn mình xây dựng, chế tạo hay là làm gì mới thì đừng quên comment em dưới nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.